Rồi, chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em quay cái clip này để giới thiệu với cả nhà mình một cái giống mai ha. Thì đây là cái giống bạch mai. Thì được chủ nhân đặt là tên là Bạch Mai Tân Tân ha. Tân Tân là cái nickname của anh Tân ha. Thì anh đặt cái hoa theo cái nick của mình luôn. Thì đây là một trong những cái dòng hoa bạch mai mà lớn nhất trên thị trường hiện có nha cả nhà. Cái mặt bông á, để coi cái cánh nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cánh ha. Thì nó từ từ 8 tới 12 cánh, nó là thuộc cái dòng dảo ha, hoa rất là to luôn cả nhà. Hoa hiện tại thì gần 7 phân á, cái hoa này gần 7 phân á. Đó, cả nhà mình thấy nở rất là đẹp ha, cực kỳ đẹp luôn. Thì em rất là thích cái dòng bạch mai nên ghép thử một cây lên cây mai đổ ha để chơi. Rất là thích bạch mai. Và đặc biệt là rất là thích cái những cái dáng cây mà cây mai đổ ha. Đây là bạch mai tân tân ha cả nhà. Mai tân tân. Thì bạch mai tân tân nó có hai cái dòng nha cả nhà, cái dòng 2019 và 2020 là đặt vậy. Là chỗ anh Tân anh đặt đó là lý do là ảnh sổ cái bông á, sổ mặt bông vào cái thời điểm nào á, thì cái loại 2019 á thì nó cũng bông cũng to vậy nha cả nhà. Cái này là mặt bông 2020 nè. Bông 2019 thì nó cũng cũng vậy luôn. À, cũng hao hao thôi. Thì cả nhà mình thấy hoa rất là to, rất là đẹp ha. Đây, nó nở rất là đẹp, rất là dễ thương ha. Do giờ cũng trưa ha. Rồi trưa nắng á. Thì cái bông nó hơi nhăn lại xíu chứ bình thường thì nó thẳng thắn, nó rất là đẹp luôn. Những cái hoa đẹp cực kỳ luôn ha cả nhà. Thì cái dòng này ghép vô nó phát triển rất là mạnh. Như như mấy anh em thấy cây bạch mai thông thường á, cái cây mai mai đổ đã rất là khó nuôi ha, mà cái này là bạch mai nữa. Huống hồ gì cái dòng này là dòng bạch mai mà nuôi cây đổ thì phát triển rất bình thường ha. Chậu ghép bự chảng luôn ha cả nhà, luôn mới có mùa chậu ghép bự chảng luôn. Thì nó vẫn là cái lá cẩm thạch bình thường nha, tại vì em nuôi cái này em để ngoài nắng thì cái cơi đầu nó thì đôi khi nó ra cái lá xanh, nó đủ cái diệp lục, nó thích ứng với cái môi trường ở nhầm anh em nuôi trong mát thì cái lá nó sẽ cẩm thạch nhiều hơn. Còn nuôi ngoài nắng vậy thì nó phải tự động nó thích, nó thay đổi để nó thích nghi với cái môi trường á, chứ mà cái màu cẩm thạch không nó sẽ dễ bị cháy lá ha. Thì nên mấy anh em thấy ra cái đọt lúc đầu nó sẽ màu xanh. Thì nhưng mà như thế này thì mấy anh em đem về, mấy anh em nuôi á thì nó khỏe ha, không khỏi cần nuôi trong mát này nọ. Còn một số anh em nuôi trong mát về, mấy anh em đem ngồi nắng nuôi rất là cực ha, nuôi rất là cực. Đây, để em quay cây giống cho cả nhà mình xem. Thì cái đây là cái cây giống bên vườn em nha, tại vì cái này là mới lẫy lá nha cả nhà. Những cái cây mai ở chỗ em là cây mai đã đôn một mùa rồi nha cả nhà, ghép gần một mùa rồi em đôn lại nè. Mấy anh em coi cái đầu em đôn gắt lại nè, nên cái cây mai nó cứng gáp lắm rồi. Thì bên cái lô này thì đa phần cái lô này đế nơm không nha cả nhà, đế nơm không à. Thì do em mới lẫy lá, nó ra lá mới này nên mấy anh em thấy nó bị nó hơi trống. Nhưng mà về mấy anh em nó ra một cơi nữa thì về mình lấy bo thoải mái ha, hoặc mình chơi cũng được, mình vô chậu mình rẽ mình uống chơi cũng được. Tất cả các lô này thì đều đế nơm hết. Để nơm chởm cao hết á. Thì cái này thì em giao lưu cả nhà một 100.000 đồng một cây. Em ship từ 3 cây, em bao phí ship cả nhà mình nha. Ship từ 3 cây bao phí ship. Thì cả nhà mình có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp chỗ em ha. Nè, như em nói nè, thì nó ra ở ngoài nắng thì nó ra sẽ ra cái lá xanh như thế này ha. Đấy, hồi mấy anh em gửi tới, mấy anh em nói trời ơi cái này phải cái bạch mai không mà gửi tới cái lá xanh lè. Nhưng mà cả nhà mình an tâm đi, đây, em làm cái số lượng nhiều lắm, với em bán quanh năm mà không có gửi bậy hàng cho mấy anh em mình đâu ha. Thì cả nhà mình cứ cứ an tâm, dù gửi tới mà sau này có trục trặc gì alo em sẽ bao đổi bao này nọ hết ha. Cứ cả nhà mình an tâm thôi đó ha. Rồi thì thôi em xin kết thúc cái clip tại đây, thì rất mong được sự ủng hộ cả nhà ha. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật là nhiều sức khỏe nha. Chào tạm biệt cả nhà.